Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 10, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 kết nối hỗ trợ phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng địa phương. Mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã làm cho nhiều điểm tại các vùng cao Nam Đông sạt lở, gây mất an toàn cho đời sống người dân. Bắt giữ 29 nam nữ liên quan đến tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh ăn uống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và thảo luận ở tổ về dự kiến cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, trong phiên họp thảo luận tổ chiều nay có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã khẳng định sự cần thiết sửa đổi luật nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế bất cập của luật hiện hành, đồng thời đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm, qua đó cũng trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Đồng tình với các quy định về bảo hiểm vi mô như trong dự thảo để có căn cứ pháp lý tổ chức cung cấp bảo hiểm cho hộ nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, để bảo vệ họ trước những rủi ro, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, loại hình bảo hiểm này có nhiều đặc thù khác so với bảo hiểm thông thường, nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà tham gia. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị cần có chính sách đặc thù cho loại hình bảo hiểm vi mô này. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Việc thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực quan trọng. Năm 2020, dịch COVID-19 xuất hiện đã có tác động tiêu cực đến mọi mặt của kinh tế xã hội, tăng trưởng đạt thấp, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, ngân sách bị ảnh hưởng. Cả giai đoạn có 17 trên 22 mục tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ cấu lại nền kinh tế cũng còn những bất cập hạn chế. Việc thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ba trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tín dụng không đạt mục tiêu. 5 trên 22 mục tiêu không đạt. Thảo luận tại tổ, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu cho rằng, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn mới cần chú trọng đến phát triển kinh tế số, chú trọng hơn thị trường lao động trong thời kỳ dịch bệnh, phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Kế hoạch đã thể hiện tính mới, có 6 nhóm mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, kế hoạch bổ sung các chỉ tiêu phát triển về các loại hình thị trường, cơ cấu lại không gian kinh tế, phát triển kinh tế số và đổi mới số. Bổ sung mục tiêu về chất lượng doanh nghiệp, đóng góp của doanh nghiệp vào GDP theo văn kiện Đại hội Đảng khóa 13 đã nêu. Bổ sung làm rõ nội hàm các yếu tố cơ cấu thành kinh tế số, làm cơ sở xác định mục tiêu về số và liên quan đến số. Nội dung này chưa được làm rõ trong kế hoạch. Đề nghị bổ sung phát triển thị trường lao động, cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong xu thế mới, có sự chuyển dịch lực lượng lao động, nhất là trước sự tác động của dịch COVID-19 vừa rồi. Ngày 30 tháng 10, Quốc hội dành thời gian cả ngày để tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự và chủ trì hội nghị có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Việc thực hiện quy chế phối hợp đã giúp cho mỗi cơ quan có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình. Nổi bật là đã phối hợp tham mưu nhiều chủ trương chính sách quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng và phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước,
phối hợp giám sát công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan. Ngoài ra, hai bên cũng đã phối hợp trong công tác tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó đề xuất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế. Một số nội dung trong quy chế phối hợp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ thường xuyên. Phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những tồn tại hạn chế. Theo đó, trong thời gian tới, hai bên sẽ tham mưu triển khai thực hiện tốt 7 định hướng trọng tâm. Trong đó có công tác giám sát cán bộ đảng viên trong chấp hành chủ trương quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, cũng như việc giải quyết khiếu nại tố cáo và việc xử lý cán bộ đảng viên sai phạm liên quan tiêu cực tham nhũng. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương liên quan và kiến trúc sư Hồ Việt Vinh về xây dựng quảng trường văn hóa Huế. Với diện tích 6,5 hecta trên nền tảng nhà thi đấu Bà Triệu tại số 1 Hà Huy Tập, thành phố Huế, kiến trúc sư Hồ Việt Vinh xây dựng ý tưởng biến khu vực này thành quảng trường văn hóa Huế. Theo đó, khu vực quảng trường và nhà chức năng kết hợp trung tâm triển lãm, đảm bảo phục vụ lễ hội, dịch vụ thương mại, hội chợ, truyền thông, giải trí với không gian mở, tạo ra khu vực sôi động, quy hoạch và xây dựng đây là quảng trường đi bộ, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa giải trí của thành phố, là điểm nhấn kiến trúc của thành phố Huế. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, hiện nay tỉnh đang rất cần một thiết chế về quảng trường văn hóa thể thao hiện đại để đáp ứng nhu cầu phục vụ cả hoạt động lễ hội văn hóa cũng như các thiết chế sinh hoạt cho người dân. Đánh giá cao cả ý tưởng thiết kế công trình kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công trình phải là thiết chế văn hóa thể thao mang tầm cỡ quốc gia, có điểm nhấn về biểu tượng không gian văn hóa Huế, xứng tầm với đô thị di sản. Trong đó cần chú trọng cả yếu tố kiến trúc văn hóa Huế, không gian kết nối với các kiến trúc xung quanh, công năng cho cả hoạt động văn hóa thể thao cộng đồng, điều chỉnh theo hướng khả thi hơn, hợp lý hơn và cân đối nguồn lực cho công trình. Chủ tịch yêu cầu cần lấy ý kiến của người dân, các nhà quản lý, nhà khoa học nhằm tạo sự đồng thuận trước khi xây dựng. Chiều nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành liên quan cùng 95 đại biểu đại diện cho 11 tổ chức hội thành viên. Đại hội còn có sự tham gia trực tuyến của ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp hữu nghị Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội hữu nghị tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào thành công chung công tác đối ngoại của tỉnh. Giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đón tiếp 160 đoàn khách quốc tế với hơn 1.600 lượt người đến thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Tổ chức nhiều đoàn công tác tại các quốc gia, tăng cường mối quan hệ hữu nghị với các hội hữu nghị các nước bạn, các đối tác trong khu vực ASEAN. Hoạt động tiếp xúc, kêu gọi vận động viện trợ và công tác phi chính phủ nước ngoài được chú trọng, đã vận động thực hiện 91 chương trình dự án viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển với tổng ngân sách hơn 47,8 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận đánh giá cao sự chủ động linh hoạt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân. Nhấn mạnh thời gian tới, Liên hiệp hội hữu nghị tỉnh chủ trọng thiết lập và chủ động xúc tiến phát triển các mối quan hệ hữu nghị với bạn bè, đối tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, thực hiện tốt công tác vận động nguồn viện trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các dự án, làm cầu nối giữa những nhà kinh doanh, nhà khoa học trong nước và ngoài nước, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để củng cố xây dựng các tổ chức liên hiệp hữu nghị ngày càng vững mạnh. Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự lễ trao học bổng Odon Valley cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập do tổ chức Gặp gỡ Việt Nam tổ chức. Năm 2021, tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trao 229 suất học bổng Odon Valley cho học sinh, sinh viên tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng giá trị học bổng 3.322.000.000 đồng. Đối với học sinh trung học phổ thông, mỗi suất học bổng là 11.500.000 đồng, tăng 500.000 đồng so với năm trước, và sinh viên đại học mỗi suất là 20.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng. Được biết đây là lần thứ 20 học bổng Odon Valley đến với học sinh sinh viên Việt Nam. Riêng năm 2021, quỹ học bổng sẽ trao 2.300 suất với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.
Ngoài học bổng dành cho học sinh sinh viên, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam còn hỗ trợ cho Thư viện Trường Quốc học 140 triệu đồng một năm và Thư viện Trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng 150 triệu đồng một năm để góp phần phát triển văn hóa đọc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm của Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam dành cho học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế trong những năm qua. Những suất học bổng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời để tiếp sức cho các học sinh sinh viên trên bước đường học tập, rèn luyện. Sáng nay, Thành ủy Huế tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Huế năm 2021 trong công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự khai mạc hội thi có ông Phan Thế Định, Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế. Qua 70 đề cương dự thi trong vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra được 11 đề cương xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết, từ đó chọn ra hai báo cáo viên xuất sắc nhất sẽ đại diện cho thành phố tham dự hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Hội thi là môi trường cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ, bổ sung kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu về thông tin và tinh thần, từ đó có sự đổi mới, phát huy vai trò thế mạnh, phù hợp với sự phát triển của xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016, Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm. Cuộc thi không ngoài mục đích để kết nối, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng địa phương, hình thành nên nhiều doanh nghiệp mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cuộc thi năm nay dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng cũng đã thu hút nhiều ý tưởng, dự án tham gia. Vòng chung kết cuộc thi này sẽ diễn ra vào ngày mai với sự tham gia của 15 ý tưởng, dự án xuất sắc đã được ban tổ chức chọn qua cả vòng thi. Từ năm 2016 đến nay, đã có 5 cuộc thi để lại dấu ấn trong cộng đồng, nhất là tạo cơ hội để ý tưởng, dự án khởi nghiệp, thu hút thêm các nguồn lực, kết nối các hoạt động, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 là hoạt động trong khuôn khổ đề án cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Thành công của cuộc thi góp phần nâng cao chất lượng và số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi cho rằng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là cuộc thi tìm ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng trong thời gian qua đã phát triển rất là vượt bậc, với sự tham gia rất là mạnh mẽ của các cái đối tượng mà có các cái mô hình kinh doanh mới, các cái sản phẩm mới cũng như là các cái phương thức kinh doanh mới. Năm 2021 là năm thứ 6 cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục tổ chức trên địa bàn tỉnh với số lượng hồ sơ tham dự tương đối lớn so với các năm. Tuy ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng cuộc thi đã thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm hưởng ứng và đăng ký tham gia. Trước đó, sau hơn 4 tháng phát động, quảng bá, tuyên truyền về cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 53 hồ sơ hợp lệ. Tại vòng chấm sơ khảo, ban tổ chức đã chọn được 25 ý tưởng dự án khởi nghiệp có tiềm năng tiếp tục tham gia cuộc thi ở vòng bán kết. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và khai thác tài nguyên bản địa có 13 ý tưởng dự án. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ và ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo khác có 12 ý tưởng dự án. Để giúp các ý tưởng dự án có kinh nghiệm trong việc trình bày, thuyết trình dự án của mình, có sự chuẩn bị chú đáo trước hội đồng ban giám khảo cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi cũng đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực, ý nghĩa. Bên cạnh đó, các thí sinh còn được các chuyên gia hỗ trợ định hướng phát triển ý tưởng dự án, đơn vị sản phẩm, thị trường, cũng như có cơ hội được kết nối, hỗ trợ ươm tạo, phát triển sau cuộc thi. Ban tổ chức cũng tìm kiếm những cái cá nhân, các cái chuyên gia, cũng như cơ quan quản lý liên quan đến các cái lĩnh vực mà các ý tưởng đã tham gia. Từ đó là đã có một số chuyên gia này đã có kinh nghiệm trong thời gian qua liên quan đến vấn đề khởi nghiệp và hỗ trợ cho các cái nhóm khởi nghiệp tại Thừa Thiên Huế.
nên là ban tổ chức cũng là hy vọng rằng là các cái chuyên gia, các cái cá nhân được họ tham gia cùng với ban tổ chức để hỗ trợ cái nhóm này là thành công. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đang chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Tham gia cuộc thi, các ý tưởng dự án khởi nghiệp ngày càng thấy tự tin, vững bước trên con đường mình đã chọn, dù có đi đến đích hay không. Những gì họ có được là có thêm mối quan hệ, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động kinh doanh khởi sự. Khi mình tham gia khởi nghiệp thì mình được tập huấn là các thầy là chỉ dẫn cho mình bước đầu tiên là đưa các cái kế hoạch đầu tư của mình vào cái dự án. Thứ hai nữa là hoàn thiện cái kế hoạch đó và cái bán điều hành của dự án là mình phải là giống như có một cái sự liên kết. Thì hôm nay được tập huấn, được các thầy, các anh chị đi trước rồi training chia sẻ cho những kinh nghiệm về thuyết trình, chuẩn bị kỹ hơn về business model của mình, cho mình các dự án tài chính của mình kỹ hơn, chi tiết hơn, nói chung là rõ ràng từng con số hơn, các kế hoạch hành động nó chi tiết hơn, cho mình tự kiểm tra lại những vấn đề mà mình đã làm trước đó để mình viết ra dạy những cái điều gì mình còn thiếu sót. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tiếp tục tìm kiếm lựa chọn ý tưởng dự án có tiềm năng để phát triển, để hình thành các doanh nghiệp mới, thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau vòng thi chung kết vào ngày 30 tháng 10 tới, ban tổ chức công bố kết quả và tổ chức trao giải cuộc thi vào tháng 11. Những ý tưởng dự án đạt giải sẽ được tập đoàn Vicoland hỗ trợ thúc đẩy dự án phát triển từ việc ký kết hợp tác trong đề án cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025 với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phần của chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với chủ đề chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, đại diện người lao động và người sử dụng lao động của các công đoàn cơ sở đã thẳng thắn trao đổi và đối thoại về những vướng mắc trong quá trình triển khai các chính sách an sinh xã hội của chính phủ trong thời gian qua, như Nghị quyết 68, Nghị quyết 116, Quyết định số 23, Quyết định số 28, hướng dẫn quy định việc thực hiện các chính sách. Hiện tại, Thừa Thiên Huế đã có gần 120.000 người được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng kinh phí trên 49 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng chưa nắm rõ các quy định, thủ tục và chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ. Hội nghị là cầu nối để người lao động, người sử dụng lao động được tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng hơn với các chính sách an sinh xã hội của chính phủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời là dịp để tổ chức công đoàn, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các đơn vị liên quan được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các phản ánh của công nhân viên chức lao động đối với chính sách hỗ trợ trong thời gian vừa qua. Từ đó tham gia góp ý với các cấp trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo xác thực, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã làm cho nhiều điểm tại các vùng cao sạt lở, gây mất an toàn cho đời sống người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự tại vùng cao Nam Đông. Đất đá ngổn ngang, một cầu hai bên bị hư hại hoàn toàn, một phần thân cầu đã bị cuộn trôi. Đây là thực trạng hiện tại của cầu thôn Ria Hổ, xã Thường Lô, huyện Nam Đông. Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, mực nước tại suối Khe Lạ dâng cao, chảy xiết đã khiến cây cầu này bị hư hại nghiêm trọng, dù đã từng được gia cố sửa chữa vào năm 2020. Người dân muốn qua suối phải đi đường vòng, vô cùng bất tiện. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại điểm sạt lở của suối Khe Lạ, xã Thường Lô, huyện Nam Đông. Ảnh hưởng của thời tiết khiến mọi công tác khắc phục đều chưa được triển khai. Hiện tại mực nước đang lên rất nhanh, dòng nước chảy xiết có thể khiến tình trạng sạt lở tại đây tiếp tục diễn ra nghiêm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của những hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm này. Đối với bà con thì rất mong muốn thì có được là sau này được chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng để mà được hỗ trợ cho bà con để làm cái kè để đảm bảo cái vấn đề mà sạt lở để bà con yên tâm an cư lạc nghiệp. Hiện nay cái kinh phí hỗ trợ để mà khắc phục xây dựng lại các cái điểm sạt lở là chưa có. Cho nên cái việc mà đi lại của người dân sau khi mưa bão xong là cũng rất khó khăn, đặc biệt trong sinh hoạt hàng ngày. Chính quyền địa phương cũng xin kiến nghị đề xuất các cơ quan của cấp trên quan tâm đầu tư sớm về kinh phí để mà kịp thời khắc phục xây dựng, đặc biệt là trong việc mưa bão sắp tới.
Tình trạng sạt lở tại nhiều điểm đồi núi sông suối ở các huyện vùng cao như Nam Đông trở nên nghiêm trọng hơn sau các đợt mưa lớn gần đây. Hàng trăm hộ dân luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Qua rà soát, trên địa bàn toàn huyện có 9 vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét khi có mưa lớn kéo dài. Trong đó có 4 vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, 3 vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và 2 khu vực dân cư có nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cũng đã chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Hiện nay là chỗ này là huyện đã có phương án để ra soát lại, xem thử khắc phục như thế nào để đảm bảo về lâu dài. Thì còn trước mắt là hiện nay là sau khi mùa mưa này qua đi, thì huyện sẽ khắc phục cái đường dân sinh của xã Thượng Lộ. Còn đối với các vị trí mà có nguy cơ sạt lở cao liên quan về nhà ở của các khu dân cư đã được cảnh báo trước đây thì hiện nay là huyện đã có phương án. Nếu mà mưa kiểu này kéo dài tiếp 1-2 ngày tới nữa thì huyện sẽ di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai ngày càng diễn biến khó lường. Vì thế, ngoài những nỗ lực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và các phương án đảm bảo an toàn của chính quyền địa phương, người dân cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có phương án chủ động ứng phó, tránh những thiệt hại đáng tiếc do mưa bão gây ra. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Huế vừa phát hiện bắt giữ 29 nam nữ liên quan đến tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh ăn uống. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế cùng Công an phường Xuân Phú kiểm tra hành chính đột xuất quán kinh doanh dịch vụ ăn uống K&K, địa chỉ 51 đường Lê Việt Lường, thành phố Huế, do Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 3 phòng gồm 29 nam nữ đang bay lắc. Tang vật thu giữ được nhiều viên nén, gói ni lông chứa ma túy các loại, có tổng khối lượng là 4,9685 gram và nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận cùng nhau góp tiền mua ma túy từ một đối tượng chưa rõ lai lịch để sử dụng và gọi thêm 8 nữ đến phục vụ cho hoạt động bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy. Tại trụ sở công an, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành test nhanh ma túy các đối tượng trên thì có 20 trên 29 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời xử lý nghiêm Nguyễn Thị Như Ý có dấu hiệu liên quan đến tổ chức chứa chấp cho các đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.